Xay mũi chân ạ. Đó, dậm gót này, mình đi tiếp sang chân bên phải nha. Xay mũi chân này, chống gót chân này, xay mũi chân bên trái này. Đó,
người ơi, mọi người nhảy nhanh gần nhá, mọi người nhảy tăng tăng tốc dần dần lên nhá. Mới học thì chậm dần, không nhảy nhanh dần nha. Có khi mọi người nhảy hạ rồi, mọi người nhảy nhanh dần lên ạ. Tăng dần cũng nhanh lên nhá. Tăng quen ạ. Mọi người xem clip, mọi người thấy hay, mọi người cho Yên xin cho mỗi người một like. Mọi người ủng hộ, ấn đăng ký kênh ủng hộ Yên với nhá. Yên xin tất cả các cô chú, anh chị và các bạn, Yên xin mỗi người một like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ Yên với ạ. Để mà theo dõi clip tiếp theo nhé mọi người nhá. Mọi người ấn đăng ký kênh ủng hộ Yên để mà Yên có động lực để mà Yên làm clip tiếp theo nha. Và mọi người hãy đặt comment ở bên dưới có một cái điều gì đó thắc mắc thì mọi người hãy đặt comment bên dưới bình luận để Yên hãy trả lời nhé mọi người nhá. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.